Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin bà Nguyễn Thúy Hạnh bị đưa đi giám định tâm thần trong lúc chờ xét xử. Gia đình cho biết nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh bị cơ quan công an đưa đi giám định tâm thần trong lúc bị tạm giam để chờ xét xử với cáo buộc là phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Thông tin trên được ông Huỳnh Ngọc Chênh, chồng của bà Hạnh, thông báo vào hôm 24 tháng 1 trên trang Facebook cá nhân. Trong cùng ngày, phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn ông này để tìm hiểu sự việc. Ông Chênh cho biết thời điểm bà Hạnh bị đưa đi giám định tâm thần như sau. Vào ngày 7 tháng 12, trong đúng một tháng, vào khoảng 7 tháng 1 thì đưa về trại giam, họ đưa vào bệnh viện tâm thần một tháng để giám định y khoa. Tức là thông tin tôi biết được là do các bệnh nhân ở bệnh viện báo cho tôi biết, chứ cơ quan điều tra hoàn toàn không nói. Bài viết trên trang Facebook của ông Chênh tiết lộ có ít nhất 4 người đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 biết bà Hạnh đã gọi điện cho ông để báo. Ông này cũng đồng thời nhờ nguồn tin khác thân cận với bệnh viện để xác định bà Hạnh bị đưa tới đây. Đây là hình ảnh Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, nơi giám định tâm thần của bà Nguyễn Thúy Hạnh. Bà Nguyễn Thúy Hạnh là một ứng cử viên đại biểu Quốc hội vào năm 2016. Bà cũng được biết đến là người sáng lập quỹ 50K nhằm hỗ trợ gia đình của các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Bà bị bắt tạm giam vào ngày 7 tháng 4 năm 2021. Trước đó, tài khoản ngân hàng của bà bị phong tỏa với số tiền khoảng 500 triệu đồng. Sau khi bà đứng ra kêu gọi quyên góp tiền phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của dân làng Đồng Tâm trong cuộc tranh chấp đất đai, và bị giết trong cuộc bố giáp của chính quyền vào hồi tháng 1 năm 2020 giữa đêm tối. Theo ông Huỳnh Ngọc Chênh, thì trước khi bị bắt, bà Hạnh phải chịu vấn đề về tâm lý nghiêm trọng và đang trong quá trình điều trị. Và từ khi bị bắt đến nay thì gia đình hoàn toàn không được biết gì về tình trạng sức khỏe của bà. Ông Chênh nói thêm, Hạnh là đang bị bệnh trầm cảm, trước đó bị trầm cảm rất nặng. Tôi có đưa vào Sài Gòn chữa trị ở bệnh viện Việt Pháp, rồi sau đó chữa trị ở các bác sĩ tư, thì đang uống thuốc của bác sĩ này hàng ngày và nhờ vậy mà bệnh của Hạnh thuyên giảm khá nhiều. Nhưng mà từ khi bị bắt từ tháng 4 đến năm 2021 thì tôi không biết bệnh tình của Hạnh có phát triển gì hay không, như thế nào thì tôi hoàn toàn không biết. Cũng theo người thân của bà Hạnh thì tới đây luật sư bảo chữa vẫn chưa được gặp mặt thân chủ của mình. Có hai công ty luật được bà Hạnh thuê từ trước thì có đăng ký rồi, nhưng mà bên cơ quan điều tra trả lời rằng là những án liên quan đến an ninh quốc gia thì theo luật, không biết luật này ở chỗ nào, không biết được tiếp xúc với luật sư trong quá trình cơ quan điều tra làm việc. Chỉ sau khi kết thúc điều tra thì luật sư mới gặp. Đây là hình ảnh Facebook của nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, chồng của bà Nguyễn Thúy Hạnh, đưa tin về việc bà bị giám định tâm thần. Theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của Việt Nam, thì luật sư có quyền gặp bị cáo ngay trong giai đoạn điều tra. Tuy nhiên, đối với những người phạm tội quy định trong chương an ninh quốc gia, thì chỉ sau khi kết thúc giai đoạn điều tra, luật sư mới có quyền gặp thân chủ. Việc cơ quan công an đưa người bị giam giữ trong các vụ án có yếu tố chính trị đi giám định tâm thần không phải là chuyện hiếm. Trước đây, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cũng đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần để giám định, khi ông này cương quyết giữ quyền im lặng trong quá trình điều tra. Còn nhà văn Phạm Thành, người trực tiếp chỉ trích ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần để giám định trong thời gian chờ xét xử. Hay kể như ông Lê Anh Hùng, một blogger chuyên bình luận chính trị ở Việt Nam, dù bị bắt từ tháng 7 năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa được xét xử. Và hiện ông này vẫn đang bị giữ ở bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để điều trị. Việc bắt giữ bà Nguyễn Thúy Hạnh vào hồi tháng 4 năm 2021 đã tạo nhiều phản ứng. Ông Philip Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã bình luận với Đài Tiếng Nói BBC tiếng Việt vào hôm 8 tháng 4 như sau. Việc bắt giữ nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho thấy tuyên bố của Việt Nam rằng nước này luôn đảm bảo nhân quyền chỉ là trò đùa. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thúy Hạnh biểu tình chống Trung Quốc trong lễ tưởng niệm Gạc Ma. Trên diễn đàn Liên Hợp Quốc, Hà Nội luôn tìm cách thể hiện mình như là một nhà nước chừng mực, tiến bộ, nhưng ở trong nước
chính phủ nước này lại đang mở rộng việc đàn áp bất cứ ai cả gan nghi vấn hoặc thách thức sự lãnh đạo chuyên chế của Đảng Cộng sản. Với việc tiếp tục bách hại những người như bà Hạnh, Việt Nam cho thấy đến nay vẫn là một trong những chính phủ áp bức nhất của châu Á. Trang mạng của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra thông cáo, việc bắt giữ bà Nguyễn Thúy Hạnh là sự xâm phạm trắng trợn và có động cơ chính trị nhằm bịt miệng một trong những nhà đấu tranh nhân quyền được tôn trọng nhất trong nước. Các nhà tù Việt Nam có tiếng là quá tải và không đáp ứng được mức tiêu chuẩn quốc tế đối với tối thiểu. Việc bà Nguyễn Thúy Hạnh bị là đích ngắm về việc làm nhân đạo hỗ trợ những người đi tù oan là một điều oái oăm. Bà lẽ ra nên được tôn vinh và ủng hộ cho việc này chứ không phải bị trừng phạt. Đồng thời, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng kêu gọi các nhà chức trách Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Hạnh cũng như chấm dứt các cuộc tấn công liên hồi vào những người bảo vệ nhân quyền lẫn người chỉ trích ôn hòa. Các nhà chức trách phải tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy và thực hiện các quyền tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa và lập hội. Văn bản đã viết như vậy. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thúy Hạnh với biểu ngữ công khai đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, ông Trịnh Hữu Long, đồng sáng lập viên của luật khoa tạp chí thì viết như sau. Được tin chị Nguyễn Thúy Hạnh bị công an bắt đi sáng nay, dù không bất ngờ tôi cũng đau xót vì chị là người tôi vừa mến mộ về tấm lòng vừa khâm phục về cách làm việc. Nhà báo này đánh giá công an có nghĩa vụ phải công bố thông tin này ngay và tốt hơn cả là phải để trả lại tự do cho chị Hạnh ngay. Chị ấy không làm gì trái pháp luật và lương tâm của con người cả. Nếu quyên tiền giúp đỡ nhau, miếng cơm, miếng cháo lúc hoạn nạn mà bị cho là chống chính quyền thì đó là kiểu chính quyền gì? Trên trang Facebook Khánh Nguyễn của nhạc sĩ Tuấn Khanh thì viết rằng, theo các nhà quan sát, việc bắt giữ chị Nguyễn Thúy Hạnh có thể được xem như là một trong những cú dứt điểm của Công an Hà Nội để hoàn toàn quét sạch tất cả những trạm thông tin tự do, đem lại sự thật để có thể gây bất lợi cho phía chính quyền. Nhiều người khác như Nancy Hạnh Vy Nguyễn với gần 30.000 người theo dõi trên trang Facebook cá nhân thì bày tỏ lo lắng về tình trạng của bà Hạnh trong trại giam như sau. Hôm nay người ta bắt chị ấy đi với rồi, ở trong chị ấy chân tay yếu tay mềm lắm, không biết người ta có đánh chị ấy không. Đồng thời dư luận cũng đặt câu hỏi gây quỹ làm việc nhân đạo thì sao lại bắt. Facebook Thu Dương thì viết, mới chất với chị Hạnh tuần trước, không ngạc nhiên vì sống dưới chế độ độc tài toàn trị này, mỗi người dân chỉ là một tù nhân dự bị. Mong chị bình an và hy vọng có sức ép từ công luận quốc tế để chị sớm trở về với nhà tù lớn. Một người khác thì bình luận, ca sĩ Thủy Tiên năm ngoái 2020, bão lụt và sạt lở mấy tỉnh miền Trung đã quyên góp được số tiền rất lớn, cùng chồng là công vinh nhiều lần đi giúp đỡ đồng bào miền Trung, liệu có sao hay không? Vì việc làm của Thúy Hạnh và Thủy Tiên thì có gì khác nhau đâu, cũng là đều đi làm từ thiện giúp người gặp khó khăn cả mà thôi. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thúy Hạnh với quỹ 50.000 đồng đã hoạt động từ nhiều năm trước đó. Quỹ đã giúp đỡ hàng trăm tù nhân lương tâm khi bị bắt, gia đình họ đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn và được bà Nguyễn Thúy Hạnh giúp đỡ. Ông Huỳnh Ngọc Chênh, chồng của bà Hạnh, cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết về nguyên nhân bà bị bắt vào sáng ngày 7 tháng 4 như sau. Đã bị bắt là vì quỹ 50K, vì họ gây áp lực rất nhiều với quỹ này. Đó là một quỹ nhân đạo giúp các gia đình tù nhân lương tâm khi bị chính quyền cô lập. Nhưng nhà cầm quyền quyết ngăn chặn việc này, tạo áp lực buộc Nguyễn Thúy Hạnh phải đóng cái quỹ đó. Thúy Hạnh đóng cái quỹ này từ cuối năm 2020, ngưng hoạt động, ngưng nhận tiền, nhưng rồi họ cũng lôi bắt đi. Ông Trinh cho biết trước đó chính quyền đã phong tỏa tài khoản 550 triệu đồng do bà Nguyễn Thúy Hạnh đứng tên, nhận được từ việc quyên góp tiền phúng điếu cho đám tang của cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh nông dân ở Đồng Tâm, đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với công an vào hồi tháng 1 năm 2020, với việc giữa đêm, ông Tô Lâm đã xua gần 3.000 lính đặc nhiệm vào tấn công làng, bắn chết cụ trên giường ngủ. Ông Trinh cho biết chính quyền Hà Nội bắt bà Thúy Hạnh lục soát và niêm phong căn hộ của bà vào hôm 7 tháng 4, nhưng không xuất trình thông báo tạm giam hay lệnh bắt. Ông Huỳnh Ngọc Chênh viết trên trang Facebook vào hôm 8 tháng 4, nhưng khởi tố bà Hạnh về tội làm từ thiện thì không ổn,
nên đành phải mượn cớ khác. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao Bộ trưởng Bộ Y tế lại thay chính phủ phát biểu mừng 72 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hôm 18 tháng 1 năm 2022, nhân 72 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thay mặt chính phủ gửi đến nhân dân Trung Quốc bài phát biểu chúc mừng thông qua Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Nhiều người Việt Nam, trong đó có các nhà báo, nhà quan sát, nhà sử học, đều nhận định với Đài Tiếng Nói AFA rằng đây là động thái rất lạ của chính quyền Việt Nam trong quan hệ giữa hai nước. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Hà Nội vào hôm 10 tháng 9 năm 2021. Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã đã nêu ra quan điểm của ông như sau. Đây là lần đầu tiên họ để một Bộ trưởng Y tế làm việc đó. Như vậy là hạ thấp mối quan hệ đó. Họ có sự khôn ngoan, tức là vẫn giữ mối quan hệ nhưng hạ thấp đi. Nhà báo Võ Văn Tạo thì nhận xét như sau. Người chúc mừng thường là lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ, của Quốc hội hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Trong các nước Cộng sản thì là người đứng đầu Đảng hoặc là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Trung. Nếu ông Long không phải là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Trung mà đưa ra lời chúc mừng như thế là hết sức bất thường. Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18 tháng 1 năm 1950. Vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, một trận hải chiến xảy ra ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Vào ngày 20 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã giành được quyền kiểm soát tất cả các đảo từ phía Việt Nam Cộng Hòa. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đem quân tấn công các tỉnh dọc biên giới Việt Nam với mục đích là dạy cho Việt Nam một bài học. Hai nước trở thành kẻ thù của nhau. Vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đưa tàu hộ vệ tên lửa và quân tấn công đổ bộ xâm lược cụm đảo Gạc Ma, Cô Linh, Lên Đào thuộc quần đảo Trường Sa. Quân Trung Quốc bắn chìm hai tàu của Việt Nam và thảm sát 64 chiến sĩ Việt Nam rồi chiếm đá Gạc Ma. Đến năm 1991, hai nước Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố bình thường hóa quan hệ theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt như láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, và láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Tuy tuyên bố coi nhau như bạn vàng, nhưng Trung Quốc liên tục cưỡng chiếm Biển Đông, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vào năm 2012, Trung Quốc ngang nhiên thành lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản lý hai quần đảo là Hoàng Sa, Trung Quốc gọi là Tây Sa, và Trường Sa, Trung Quốc gọi là Nam Sa, cùng với bãi cạn mà Trung Quốc gọi là Trung Sa. Đây là hình ảnh đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ôm trọn Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vào năm 2014, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên tiến hành cải tạo với quy mô lớn các thực thể là bãi đá ngầm đang do nước này chiếm giữ thuộc quần đảo Trường Sa thành các căn cứ hậu cần và quân sự, đường băng, đáp máy bay, v.v. 4 năm sau, tổng diện tích các đảo hoàn toàn nhân tạo của Trung Quốc bồi đắp trên các đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa đã lên tới 13,21 km², tập trung chủ yếu trên 3 bãi đá Vành Khăn, Subi và Chữ Thập. Vào tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đã điều tàu khảo sát hải dương địa chất 8 với sự hộ tống của các tàu hải cảnh vào khu vực bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam với một công ty dầu khí của Nga. Với động thái đưa Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu chúc mừng nhân dân Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 72 năm quan hệ hai nước, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nhận định như sau. Thông thường khi quan hệ hai nước hục hoặc nhưng vẫn giữ nguyên nguyên tắc ngoại giao thì phải là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chúc mừng kỷ niệm ngày kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước. Lần này đã đặt ra một câu hỏi cho giới quan sát là vì sao một Bộ trưởng Y tế lại thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ phát biểu chúc mừng như vậy. Khi đặt ra câu hỏi đó thì người ta phải nhìn tổng thể mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều năm qua. Chúng ta thấy mối quan hệ này ngày càng xấu đi mà nguyên nhân xuất phát từ phía Trung Quốc. Họ hung hăng đưa tàu chiến, đưa tàu ngư chính,
đưa tàu khảo sát đi quấy phá vùng biển của Việt Nam, o ép các lô dầu khí mà Việt Nam đang ký kết với nước ngoài để thăm dò và khai thác. Đây là hình ảnh tàu Hải Dương Địa chất 8 đã hoành hành suốt nhiều tháng ở bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam vào hồi năm 2019, và từ đầu truyền thông Việt Nam hoàn toàn im lặng về vấn đề này. Chính vì những hành động đó đã đưa đến mối quan hệ rất xấu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh những hành động bắt nạt nước nhỏ mà Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ đối với Việt Nam vào cuối năm 2021, Trung Quốc còn ban hành những quy định sẽ phạt nặng các ngư dân nước ngoài hoạt động trong vùng biển của nước này cho là thuộc chủ quyền tài phán của mình. Quy định mới có tên là tiêu chuẩn tùy nghi xử phạt hành chính nghề cá trên biển, được Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc và Hải cảnh Trung Quốc ban hành. Theo đó, ngư dân nước ngoài có thể bị phạt tới 500.000 nhân dân tệ, tương đương với 78.500 đô la nếu bị phát hiện có hoạt động đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền mà không được nước này đồng ý. Những ngư dân này có thể bị hải cảnh Trung Quốc xua đuổi và tịch thu ngư cụ. Trước đó, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sang thăm chính thức Việt Nam để chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam và Trung Quốc. Tại phiên họp, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thì khẳng định tình hữu nghị truyền thống Việt Nam và Trung Quốc là tài sản quý báu của hai nước. Việt Nam coi trọng sự phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Và hệ lụy chất chồng khi Trung Quốc chặn thông quan hàng hóa tại biên giới. Đây là hình ảnh hàng ngàn xe tải nông sản phải nằm chờ tại cửa khẩu Lạng Sơn vì không thể xuất hàng qua Trung Quốc nữa. Gần 2 tháng qua, Trung Quốc đã siết chặt hoạt động thông quan ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Cũng là 2 tháng mà nhiều ngành nghề liên quan ở Việt Nam bị ảnh hưởng theo rất lớn. Từ đầu tháng 12 năm 2021, hàng ngàn xe hàng chở, đặc biệt là mặt hàng nông sản, trái cây tươi, bị mắc kẹt tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid, nên đã tăng cường kiểm soát hàng hóa lưu thông vào nước này. Trung Quốc lại thông báo cho biết sẽ tạm dừng thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu của Lạng Sơn ngay trong 7 ngày kể từ ngày 31 tháng 1 vì lý do nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Anh Thành, tài xế chở hàng ở Lạng Sơn đã nói, có những chủ hàng uy tín lâu năm rồi thì người ta vẫn chấp nhận trả tiền xăng dầu cho lái xe. Còn có những chủ hàng người ta không lo, coi như người ta bỏ luôn. Người ta thấy hàng như thế là người ta bỏ luôn, bỏ mặc, lái xe thích đi đâu, bán thì bán để lấy tiền dầu. Có nhiều xe tải nhỏ 2-3 tấn về đây để chở nông sản đi các vùng miền trong sâu một tí. Đi về xuôi, mỗi xe đến bốc vác vài ba tấn. Nhưng đó là đợt đầu thôi, còn bây giờ họ cũng chẳng còn xe nào tới bốc vác nữa rồi, ít lắm. Chậm lắm. Nông sản thì rớt giá. Không chỉ có cánh tài xế chịu tổn thất, các chủ nhà vườn trong nước cũng bị dồn ứ hàng hóa vì không có ai thu mua hoặc có chăng thì mua với số lượng thấp và giá rẻ như cho. Đây là hình ảnh báo Thanh Niên đưa tin về 130.000 tấn thanh long đã chờ giải cứu sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu thanh long. Ông Nguyễn Ngọc Tân ở Vĩnh Long có vườn mít Thái và chanh cho biết phần lớn nông sản, trái cây như mít, thanh long hay dưa hấu ở nơi ông sản xuất đều xuất sang thị trường Trung Quốc, ông nói. Cho nên, những tháng gần đây, cửa khẩu Việt Nam và Trung Quốc hình như có cái gì đó trở ngại để thông quan, cho nên bị ùn ứ hàng nông sản ở đó. Chính vì vậy, đưa đến việc là cái giá trái cây, nói riêng là mít Thái ở khu vực của tôi xuống rất là thấp, cây chanh nữa. Mít năm ngoái tháng này cỡ khoảng 10 mấy ngàn một ký, nhưng giờ giá thương lái vô tới vườn mua là trên dưới 5.000 đồng một ký mà thôi. Hiện giờ thì thương lái vẫn còn mua nhưng giá rất là rẻ. Họ mua để sấy hay làm gì đó. Một số doanh nghiệp có đơn hàng đi đâu đó mà không phải xuất sang Trung Quốc cho nên họ cũng còn mua nhưng mà với giá rất rẻ. Cô Tâm cũng là một chủ vườn chuyên trồng thanh long, ruột đỏ và chanh để xuất sang Trung Quốc, than thở rằng suốt gần một năm trời dày công chăm sóc, chi phí đắt vô mấy trăm triệu. Thanh long chỉ trong cuối năm bán được giá. Vậy mà bây giờ thanh long rớt giá thê thảm, xuống còn có 3.000 đồng một ký, không đủ bù tiền điện, mà cũng ít thương lái tới mua. Cô phải tự bán lẻ,
phần lên mạng nhờ người dân ở các thành phố lớn giải cứu, phần mang cho bà con lối xóm ăn phụ. Cô nói công ty ngừng mua, ở đây mình không biết bán cho ai hết. Thương lái nhỏ thì người ta không mua hoặc mua rất ít, kỳ rồi bán không được luôn, cuối cùng phải nhờ bà chị bán lẻ. 3.000 đồng một ký này chưa đủ đóng tiền điện, chứ đừng nói chi phí cái khoản lót tay rồi phân thuốc. Bán được có 3 triệu mấy mà trong khi đó tiền điện đã là 5 triệu mấy rồi, chỉ riêng một khoản tiền điện thôi là không đủ.